Rồi mang hàng đẹp ra này, một giấy. Lật cho hai giấy. À, giấy trường của giấy tí. Lấy 3 tiền này. Chợ sớm. Nắng quá, nhìn bác nhìn thấy bốc lên. Ra hỏi bao tiền cái này, mình thì cũng tôi không thích cái này, nhìn ban đầu thì đẹp, nó cũng đẹp thật nhưng mà mình cũng không kết. Đó. Đầu này. Cái này ông ngủ phát 5 triệu. À thế à? Có người người ta mới biết là cây của ai. Chứ quay ở đây cả chợ nó biết của ai đâu. Đúng rồi. Đây. Người ta vừa lên trên chợ gửi cho người ta bảo là bà này đi lên Facebook. À thế à? Chắc quen biết thì mới nhận ra nhau chứ. Phây đâu mà phây, trên mạng. Dạ, có việc ngay gần đây đi được. Alo. À, 5 phút nữa đi đến nơi. Rồi chứ đang thay cái má phanh xe máy cái đã. Ngồi uống nước đi, đã thấy thằng nào làm chưa? Đấy. Mình đặt xong rồi. Mong đỗ bằng lái xe thì bọn ông Quân nó có thịt mẹ rồi. tiếc nhỉ. Thế cứ ngồi đây này, biên chế cả ngày đấy mà. Ôi giời. Bán là hàng cái túi đi. Mai đá. Lên đẹp không? Wow. Nó như ở ngoài mà, chỗ này nó hơi tối rồi. Đấy. 3 triệu mấy thì bán? Đấy. 3 triệu mấy thì bán? 3 triệu. Cái kia cổ quá gốc cổ, nó vài triệu thì không muốn mua. Tôi xin lỗi ông chứ mẹ, cây Việt Quế mà bằng này mà ông mua 2 triệu tôi lại con cho ông. Đây. Như thế kia như thế nào? Hay được có mua cái trước này em bảo là củ to bằng đen. Tưởng cứ nó như thế kia một thân đi như thế này. Con chú cây Việt Quế đằng kia. À. Đòi lại chú mà. Con nhà tôi á. Đấy. Ôi giời ơi. Đòi lại chiều này mới. Đây nó cũng của nhà tôi còn gì nữa. Của nhà. Tôi tưởng là nó huyền như thế kia mà nó bằng này. Nơi đấy phải lên 50 triệu. Em bảo là cây to tướng nó đấy, tôi nói 2 triệu ở dài. Tưởng nó giống như kia. Tao bảo 2 triệu thì bán. Quay lại hàng con tôi rồi. Gốc siêu to. Cái thằng trẻ trẻ mặt đi trong tròn vậy. Gốc to. Cắt đầu bốc cái gì? Gốc to phải băng đi băng dân. Hàng nhà tôi chứ còn hàng nhà. Bớt thẳng. Chính ra bác không cắt ở trên nhé em. Con tuốt lên ngon cao lửa đâu kia. Bắc này cắt bỏ lên nó xấu. Cái gạt không lên không? Nó phải vút lên cao. Đâu cái nào? Cây người Quế gì? Tại sao là tôi bán được cho ông nhá? Là vì tôi có một đôi. Bán một cây là 45 triệu rồi. Sao cây đây không bán nốt đi? Nó cũng giống kêu, mẹ nó giống kêu như nó mua có một cây không phải là sao? Như cây nó chấp nhận nó mua đất. Để rồi em muốn nuôi cái ngọn cho nó vút lên. Muốn nuôi, muốn đứng, muốn ăn, muốn uống thì được việc không?
Chả hiểu ông ấy thích cái gì. Đấy, đúng rồi, gặp khách ở đấy. Cây đẹp thì trở lại trả xe xem. Xem cái cây. Trời ơi, cây đẹp đấy thì đây thì không xem. Khổ thế đấy. Mỗi người một mắt. Chương trình này. Vâng. Nhờ 2T quá. Dạ. Vâng. Đấy. Quả chi chít. Quả nó mới quả được chứ anh. Quả. Gặp khách thì dễ lắm. Chuối nè. Lăn lóc xin mua. Cây đẹp với ông khách nhiều người không thích, ông thích cái cây dở hơi nhiều khi không lạ. Năm trăm hợp lý quá nhỉ, đẹp quá. Chắc cho anh em nào. Đấy. Năm trăm cái đấy còn 7 triệu cái này. Ra lâu cho anh. Mới ra xong. Đấy. Giặt rũ quần áo xong rồi làm cái quần áo xong rồi đi bỏ vào chợ rồi. Về cái gì anh?
cây xanh đâu ạ. Cái xương cá bán mất rồi. Đây là cái dành dai. Đúng. Cái dành đó. Đây à. Đấy. Nay mới gặp. Cái xương cá bán rồi chị. Cái dành dành bán bao tiền? Nghệ thuật đấy. Chậu này.